Xuân Phương và Thùy Nga. Xin kính chào quý vị. Dạ vâng, xin kính chào quý vị. Và không biết này Tết này đó thì nếu mà vắng anh thì như thế nào hả Xuân Phương ha? Nếu Tết này mà vắng anh thì Xuân Phương đi chơi với Thùy Nga. Cái đó là Xuân Phương thôi, nhưng mà chắc là chị Kim Phượng sẽ làm những cái gì khác. Thì sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nếu Xuân Này Vắng Anh, nhạc của Bảo Thu và với giọng hát thật là truyền cảm của nữ nghệ sĩ Kim Phượng. Xuân đã về anh có hay, hoa lá vui mùa xuân vầy. Nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng anh, ông bướm thôi dệt duyên lành, giấy tờ trùng cũng lỡ phím cho khúc hát ai ân từ đây lỡ tơ duyên. Thu qua đông tàn nàng xuân mới sang, muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim én bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng anh, như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắp bên hiên thì đừng đến xuân ơi. Xuân đã về anh có hay, hoa lá vui mùa xuân vầy. Nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng anh, ông bướm thôi dệt duyên lành, giấy tờ trùng cũng lỡ phím cho khúc hát ai ân từ đây lỡ tơ duyên. Thu qua đông tàn nàng xuân mới sang, muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim én bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng anh, như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắp bên hiên thì đừng đến xuân ơi. Như giao thừa im tiếng pháo, mai úa sắc bên hiên thì đừng đến xuân ơi.